bốn giờ mấy anh mấy người đi động là lại đây xin cơm xin bún nhóc chứ. Mấy con đi đi động không ngủ gì. Bữa nay nhưng bún ngon quá ngon à. Này đồ xào. Nhân xào. Xào nữa chứ đâu không. Hôm qua ai hay cho hai cây đường với hai bình dầu à? Dạ. Nó để là hai chồng hai dòng chú sáng ở 422 công ganh nữa hả? Ừ. Mà công ganh đi xuống 422 nữa. Ừ. Nằm bên Kiên Giang rồi. Kiên Giang. Cho hai cây đường với hai bình dầu. Bình 5 kg. Bún nhóc nhân trang dùng với vợ con đi đồng rồi hả? Mới có 4 giờ mấy mà đi đồng rồi.
Nhất này ra đồng làm thì thấy đường làm gì đâu. Ký bún ở trong này ba cô này, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư luôn. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Mấy ngày nay mấy bà có coi mà trên Sư Thích Minh Tại không? Sư Thích Minh Tại đó, anh đã quay ổng đi khắc Phật đó. Vậy hả? Coi liên tục luôn hả? Coi liên tục luôn, coi mấy ngày mới 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 bữa trước mà ông bị hai ông chủ tịch xã gì ở ngoài Quảng Trị đó đuổi. Không, nghĩa là cái nghĩa trang, nghĩa trang, cái nghĩa trang đó, rồi đi vô đó, đông quá, đông rồi hiền thì Phật tử này kia, hiền thì đây rồi đâu có đó, vô mấy ổng vô ngủ thôi chứ đâu có Phật tử vô chi. Rồi ổng tới, ổng tới đó thì mấy cái ông linh đó được quá độ luôn á. Không cho hai ông không cho. Thấy ổng không cho đi ra thấy cũng được. Cái đó hai ông đó sai hoàn toàn luôn. Dòng nó ngủ con đi một chứ bộ đi ở lâu không? Mà ổng tới cái nghĩa trang nào là nghĩa trang đó là sạch bon à. Bông hoa đồ nó cúng kiến đèn tới đó là mày những cái vong linh ở đó là được ổng quá độ thôi, điểm vô đó là ổng đọc kinh rồi ngồi thiền. Hai ông đó bây giờ bị cộng đồng mạng bóp hot quá khứ. Lên trên cầu mà đứng nhìn một cái rồi tới chừng vô cây cầu sắt hai ông đó đuổi luôn chứ đâu phải nghĩa trang không đâu. Đuổi hai lần. Hai lần thì lần ở cầu sắt nữa đó. Ừ, đuổi hai lần.
cái cầu sắt mà ngồi ngủ đỡ cũng không cho luôn. Hai ông đó không có đạo đức, lớn tuổi rồi mình kiếm cái gì đạo đức mình giúp đỡ. Coi không bị đuổi ai cũng rơi nước mắt hết. Không ai cầm được nữa. Ý cho ông hay hay gì ông ra ai. Thôi khỏi giá đi, giá làm gì? Giá làm gì? Thôi khỏi đi. Vậy được rồi. Ăn cơm bún nữa kìa. Đi đồng nhiều hết biết. Dân ở trong cạnh An Tất, Ô Lâm, đồ núi Tô trong làm ruộng. Đâu có mưa đâu làm, rồi mấy ông thấy mưa hơi á, cái bắt đầu mấy ông mới xà thấy xuống. Xà vài bữa cái kêu mấy sới lại sới lấp lại. Ừ, sới lấp lại hết. Xà rồi lại sới lấp lại. Đợi mưa xuống cái nó lên. Còn nếu mà không mưa thì bỏ luôn. Mà măng công có mấy bao lúa hả? Mà điều lúa nó ăn tốt nha, không có xịt thuốc như mình ở đây nha. Phân cũng xạ mà cũng ít nữa.
hôm nhờ cảnh sát giao thông với công an đồ này kia lập chốt chặn ngang không có cho ai vô để cho sư đoàn của sư nghỉ ngơi. Thầy, cái gì vậy? Đi vô ngay hình như cái cầu đó là không cho đó, không? Cái cầu sắt đó đâu có cho ngủ. Không có cho ngủ nhưng mà vô cái nghĩa trang đó là không cho. Mấy ông nội vô đường đồng đó. Đường đồng đó hả? Là vô nghĩa trang đó. Hôm mấy ông đi vô chỗ nghĩa trang đó. Mà cái chỗ đó qua xã khác rồi. Chỉ có cái xã nó không cho thôi, không ai, hai ông chủ tịch á. Mấy xã khác đã cho bình thường. Ngủ đỡ con đêm một rồi chứ bộ chứ ở lâu đâu. Nhưng mà cái chỗ nghĩa trang nào đó, tới đó. Ông tới ông qua độ cho những cái vong linh ở đó luôn. Bi là chua đuổi tà ma mà. Ông la làm cái đó cái lòng từ bi mình không khó. Ông là có cái lòng từ bi, ông đi quá độ những cái vong linh, những cái vong hồn mà khúc khơ rồi đó, không có nơi nương tựa hết. Cho nên ông ngủ nghĩa trang không à. Mà nếu mà tập cái chú đại bi nữa, nghĩa là cái lòng từ bi mình không có, ông không chịu, ông không chịu đọc chú đại bi. Chú đại bi là diệt trừ tà ma. Rồi câu niệm Phật thôi, tà ma nó cũng sợ cũng chết ở chú đại bi. Hồi đó giờ người ta đồn đồn chỗ nào mà có ma nhiều tôi hay đi tới, có gặp con ma nào đâu. Cơm bún dân công ty, dân đi đồng khi người ta lại xin không dám quay phim sợ người ta ngại.
còn nửa thao bún nữa. Ở bên đây một bọc nữa nè. Còn chục cái bún nữa, cái nhân xào này đủ rồi, còn nữa à. Đau lưng. Cột vô nhiều bọc là hết. Cột nhiều bọc thì hết nhiều. Qua 2 cây đường dưới 2 thùng dầu ăn. Đường bây giờ sao người ta bán cây có 10 kg không? Không phải cây 12 kg như hồi xưa nữa. Cái này 12 hả? Ngày lúc trước thằng Un ở ngoài chợ nó bán cây có 10 kg. Mà chắc 12 chắc nó tính giá khác nữa, 10 kg tính giá khác. 270 10 tính 10 ha.
10 tính 10, 12 tính 12. Ở hồi xưa giờ 12 cũng rồi. Thì lúc trước tôi có mua cây đường đó rồi hồi nó hỏi lấy cây 10 hay cây 12. Bị 10 thì giá khác rẻ hơn. 12 giá khác. Rồi còn có vài ký nữa, hai ký nữa. Đúng, quên hả? Hơn ký nữa hết bún rồi. Cơm cũng hết luôn rồi. Mấy bọc bún mấy cô vô sẵn như này quý vị, rồi để đây người ta chạy xe ngang người ta lấy. Hôm kia giờ người ta lấy biết bao nhiêu rồi quý vị, hai nồi cơm hết luôn, 30 cái bún còn nhiêu nữa nè. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiệm cơm chay Biết Cơm Chay Món Năm TV. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, bình an, luôn luôn gặp nhiều hạnh phúc quý vị. Đây có một vị ở 42 ở dưới công ranh bên Kiên Giang, có ủng hộ vô hai cây đường với hai thùng dầu ăn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị cho em hay like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình thành cảm ơn nhiều quý vị.